Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 118, sau khi các thế lực biết mật mã đang nằm trong tay La Phong, bọn họ lúc này đang giáo giết tìm kiếm. Bởi thế, tình hình lúc này rất nguy hiểm. Sau khi Minh Dục rời đi, La Phong cùng mọi người rất nhanh đã tiến hành ngồi lại bàn bạc về kế hoạch sắp tới. Bên cạnh đó, bà Ba Tháp cũng nói cho La Phong biết thêm một thông tin, các thành viên của Hoàng Võ Đoàn đang liên kết với các nhà mạo hiểm giả khác để truy tìm và vây bắt La Phong, tình thế lúc này là hết sức nguy hiểm. Nghe xong, sắc mặt của La Phong và mọi người trở nên hết sức khó coi, ngay lập tức họ cũng phải tiến hành tính toán. Cũng trong lúc đó, ở tại căn cứ của Hoàng Võ Đoàn, ở trung tâm chỉ huy, Bố Lạc Lâm khuôn mặt cô ta lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn. Đang suy nghĩ thì bất chợt, trên màn hình giả định xuất hiện thân ảnh của ông ngoại. Nhìn Bố Lạc Lâm, vị lão giả kia nói: "Bố Lạc Lâm, ba lớp mật mã, chúng ta đã lấy được hai, chỉ còn lại một lớp nữa thôi. Mật mã đó là tương lai của con và ta. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào thế giới con. Nếu thất bại thì mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Chỉ có đủ ba lớp mật mã mới có thể lấy truyền thừa thủy tinh cầu ra khỏi ngân hàng." Nghe vậy, Bố Lạc Lâm ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Cô ta nói với Gia Gia mình cứ yên tâm, mình nhất định sẽ lấy được mật mã. Phía đối diện, nghe Bố Lạc Lâm nói thế, người kia cũng gật đầu, sau đó thân ảnh của ông cũng nhanh chóng biến mất. Bên trong căn phòng, lúc này chỉ còn lại Bố Lạc Lâm, ánh mắt của cô ta bây giờ đã tràn đầy sát ý. Ngay lập tức, cô ta liền ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị. Thời gian trôi qua, không lâu sau, đám người Bố Lạc Lâm đã xác định được vị trí của La Phong và đồng đội. Ngay lập tức, chỉ huy quân đoàn thanh âm Bố Lạc Lâm vang lên nói: "Tiểu đoàn thứ 5, bắt đầu hành động." Dứt lời, một tiểu đoàn gồm hàng ngàn tên cũng nhanh chóng lao về phía trước nơi vị trí của La Phong và đồng đội, tốc độ là cực nhanh. Lúc này, đang ở trên phi thuyền, La Phong cùng đồng đội rất nhanh đã nhận được tin khẩn cấp. Theo lời Ba Ba Tháp, có rất nhiều phi thuyền đang bay tới tiếp cận. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Lúc này, tất cả quyết định đều phụ thuộc cả vào La Phong. Không lâu sau, từ bên ngoài, rất nhiều phi thuyền đã lao tới bao vây phi thuyền của La Phong ở bên trong. Sau đó, bọn họ bắt đầu nhắm bắn. Từ bên trong những chiếc phi thuyền kia, thanh âm đếm ngược 3, 2, 1 vang lên. Đếm ngược kết thúc, hàng loạt những đạo ánh sáng đồng thời bắn thẳng về phía phi thuyền của La Phong cùng đồng đội. Trong khoảnh khắc laser đồng thời đánh tới, La Phong cùng đồng đội không còn lựa chọn nào khác, tất cả liền rơi khỏi phi thuyền và chui xuống lòng đất. Thế nhưng, vừa khi ra ngoài, một đám người đã liền phóng tới, cây kiếm trong tay họ xoẹt qua đám người La Phong, khiến cả đội suýt mất mạng. Mau chóng tránh né, toàn bộ mọi người cùng nhau chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Cứ thế, mọi người nhanh chóng khoan xuống lòng đất cắt đuôi đám người kia. Tuy nhiên phía xa, có rất đông mạo hiểm giả dựa theo dấu vết liên tục đuổi theo La Phong cùng đồng đội ở phía sau. Vừa đi, bọn chúng vừa cười với nhau nói: "Có vẻ như phần lớn tiền thưởng sắp thuộc về chúng ta rồi." Dứt lời, đám người kia liền cười lớn. Sau đó, thân hình của bọn họ mau chóng hướng về phía La Phong lao tới. Ở một nơi khác, La Phong cùng đồng đội lúc này vẫn đang tiếp tục di chuyển tới lòng đất. Vừa đi, mọi người cũng vừa tính toán đường đi tiếp theo của mình. Di chuyển được một đoạn thời gian, La Phong của mọi người quyết định sẽ mạnh mẽ ngạnh kháng với đám người kia. Bên dưới lòng đất, thanh âm La Phong vang lên nói: "Mục tiêu đã trong tầm mắt và trận chiến sắp bắt đầu." Nghe thế, mọi người gật đầu. Không lâu sau, từ dưới mặt đất, thân ảnh của La Phong cùng đồng đội đã phóng lên. Sau đó, Ma Vân Đằng nhanh chóng phóng thích. Ngay lập tức, nó liền tiến hành tàn sát đám người yếu ớt xung quanh. Đồng thời, ba người Hồng, Lôi Thần và Ngao Cốt cũng rất nhanh đã ra tay. Chỉ trong tích tắc, nơi đây đã ngập tràn trong khói lửa. Có thể nói giờ khắc này đây, đám người kia đã ép La Phong phải trở nên cuồng bạo, công kích cũng không ngừng đánh ra. Rất nhanh, thoáng chốc đội quân của thế lực kia đã bị tiêu diệt không ít, cảnh tượng nơi đây trở nên cực kỳ thảm khốc. Tuy nhiên, khi tiểu đoàn thứ nhất bị tiêu diệt thì từ phía xa, một đội quân hùng hậu rất nhanh đã đi tới và bao vây La Phong ở bên trong. Nhìn đám người đang bao vây mình, La Phong cùng đồng đội thở hổn hển, ánh mắt ngập tràn sát ý cùng tức giận. Thế nhưng, đám người kia mặc kệ, bọn họ lần thứ hai lại tiếp tục lao lên phóng về phía La Phong cùng đồng đội. Cứ thế, một cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Đứng trước công kích của hàng ngàn người, La Phong cùng đồng đội quyết định liều mạng. Ngay lập tức, trạng thái tấn công cuồng bạo nổi lên. Cứ thế, rất nhiều người phải bỏ mạng trong cuộc chiến lớn này. Không lâu sau, nơi đây đã ngập tràn bởi khói lửa, cảnh tượng là hết sức thê thảm. Đến đây thì hết tập 119 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.